Ui trời còn nóng. Ủa hôm nay chú bánh cho chú đó, chú quên vô thì chú đổ rồi, chú hâm nó dục nữa, chú dùng chú đồ bánh gì chú tét trời ơi. Người ta bỏ rồi mà sao ăn chú. Trời ơi, đây thì có bà con cô bác gì chia sẻ giúp chú gì không? Chú cháu. Dạ. Sao chú? Ta coi thường hay sao? Sao chú? Bớt xúc động rồi ha. Dạ Tình xin kính chào toàn thể quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Tình Vlog. Kính chúc quý ông bà cùng toàn thể quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình. Dạ thì hôm nay Tình có mặt tại tỉnh Sóc Trăng. Thì Tình có được quý bà con cô bác ở đây chia sẻ một cái hoàn cảnh. Thì chú có tên là Thạch Kỵ. Thì người dân xung quanh ở đây thì vẫn hay gọi chú là một cái tên rất là quen thuộc, đó là chú người rừng đó thưa quý vị. Thì hôm nay Tình cũng đã tìm đến được nhà của chú. Thì theo bà con chia sẻ là hoàn cảnh của chú rất là đáng thương, bởi vì chú không có vợ con gì hết, cha mẹ thì mất hết, rồi không có đất đai, không có ruộng vườn, thì chú phải sống trong một cái nơi rất là xa xôi. Thì cái nơi của chú ở cũng là một cái căn chòi luôn đó thưa quý vị. Thì phía đằng sau lưng Tình chính là chú Ki đây nè quý vị. Thì bây giờ Tình sẽ trò chuyện với chú Ki, cũng như là chú Ki sẽ dắt quý vị khán giả vào trong xem cái nơi ở của chú Kỵ nha quý vị ha. Dạ con chào chú Ki. Chú Kỵ. Dạ con chào chú Kỵ. Dạ con tên là Tình. Dạ con có nghe bà con cô bác ở đây chia sẻ về cái hoàn cảnh của chú Kỵ đây á. Dạ chú Kỵ năm nay bao nhiêu tuổi hả chú Kỵ hen? Năm nữa bảy chục hả? Vậy là 69 này hen. 69 hen. Phải 69 không? Đúng. Một năm nữa là 70, vậy là 69 hen. Dạ, chú Kỵ có con cái gì không chú Kỵ? Không có vợ luôn hả? Không có vợ lận rồi 2-3 tháng thôi luôn. Có vợ mà thôi hen. Có lúc bà già con sống. Dạ. Không có. Không có. Không có con cái luôn hen. Có vậy đó. Dạ. Ba mẹ còn không hay chú Kỵ? Mẹ mất hết rồi, bà 40-50 năm rồi con giáo nói với chú nhiều quá. Dạ. Rồi chú Kỵ có anh em gì ở đây không? Ở đây không có. Không có anh em hen. Ở trong thơm. Ở trong thơm thì có hen. Có chị với anh Phương, chị Hai. À đây là chú Kỵ là người ngoại quốc nha quý vị. Chú Kỵ là người ngoại quốc nha. À, là người dân tộc không chú Kỵ? Khmer. Khmer. Ok. Khmer. Dạ. À, chú Kỵ sống ở đây lâu chưa hay chú Kỵ hen? Bốn mấy năm rồi. Ở đây không hen. Mà đất này là đất của mình luôn hay sao chú Kỵ hen? Bà bác cho ở. Cho ở chú mất thôi. À bốn mấy năm mất rồi thôi hen. Dạ. Đây là cái đường vô nhà của chú Kỵ hen. Dạ. Thì bây giờ chú cho con vô nhà chú Kỵ để cho quý vị khán giả xem bên trong nhà của chú Kỵ hen. Cho con vô trong ghi hình nhà của chú Kỵ cho quý vị khán giả xem nhà của chú Kỵ hen. Dạ. Cho người ta biết. Dạ. Ủa chú Kỵ, cái này là chú Kỵ làm hay sao chú Kỵ? Bịch nhà thấy rất dễ, nó đi dọn thấy kỳ quá, bịch không đỡ, nó thấy trong. À mình bịch lại hen. Cái này là cái hàng rào hen. Bịch nó kính đỡ. Dạ. Tối quá chú Kỵ, ở đây có điện không chú Kỵ? Có chú không có. Không có điện hen. Vậy mình đốt đèn dầu hả? Đèn dầu không hả? Đốt đèn dầu hen. Trời không dầu không à. Dạ. Ở đây vô là phải khum với nhau quý vị. Chui vô nè, đó. Đây. Vậy hen. À đây là cái chỗ ngủ của chú hay chú Kỵ hen. Chỗ của chú ngủ. Đây. Trời ơi, sao bọc ni lông nhiều quá chú Kỵ? Chú bọc cái ure thì che không ai chỗ lỗ lụm không đó. Dạ. Bọc đi người ta bỏ đó ruộng nó rồi mình lụm bịch lên. Trời lấy cái lọc bọc cái ni lông ruộng đó. Người ta bỏ rồi mình lụm che lại hen. Dạ. Chú nhóc luôn. Dạ chú Kỵ ngồi đi, chú Kỵ ngồi đi. Chú. Dạ con đứng được rồi. Dạ được cho mỗi vỏ. Dạ được rồi. Là tất cả những cái mái che này là bọc ni lông người ta bỏ hết hen. Bọc ure đó. Dạ. Ở đây nè quý vị, mái nhà mà như thế này nè quý vị. Dạ. Đây. Mái nhà. Mà rất thế này. Rồi tối là chú Kỵ ngủ đây hen. Nằm đây. Ở đây tối muỗi nhiều không chú Kỵ? Hả? Ở đây tối muỗi nhiều không hen? Muỗi hả? Dạ. Ít con hả? Không có nhiều đâu.
Ít hả? Ờ, ít có. Con thấy xung quanh nước không mà chú Kiện nó ít mũi. Hết có mũi. Không có hàng. Ờ, giờ không hiểu đâu. Dạ. Không có mũi. Không có mũi hàng. Ờ. Rồi con không có nữa kìa. Ờ, con thấy cái ghế bố này là chú Kiện mua hay người ta cho hàng? Mấy người bên kia cho. Cho chú Kiện cái cho bố xe chú đạp nó. Cho xe đạp luôn hàng. Ờ bên kia. Bên kia cho. Dạ. Bên chị Út kia đó, bên dạ. Mỹ đó, bên Mỹ cho. Cho chiếc xe đạp với cái ghế bố hàng. Dạ. Dạ. Còn đằng này chú Kỳ, đằng này là chỗ nấu ăn hả chú Kỳ? Cái thùng đó có chị ở Sóc Trăng cho gần tháng rồi. Cái thùng nước á ha. Ờ thùng nước. Ủa? Cái chai nước nhỏ đó. Cho 24 chai. Vậy đây mình xài nước là mình nấu cơm mình xài nước gì ha chú Kỳ? Bữa ở đó rồi xin đứa em có cái giếng nước khoan đó. Dạ. Nấu vậy đâu có nấu nước đó. Dạ. Đây 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 là cái bếp mình hay đây ha chú Kỳ. Đây là cái bếp của mình á ha. Ờ. Đâu là chú dắt con vô coi cái bếp mình đi chú Kỳ. Chú dắt con vô coi cái bếp của mình trong chú Kỳ. Chú Kỳ bị lãng tai á, phải nói lớn mới được quý vị ơi, nói lớn mới nghe. Đây 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 là cái bếp bếp củi mình nó hàng. Ui trời còn nóng. Ủa hôm nay chú bánh người ta cho chú đó, chú con hôi thì chú đổ bỏ, chú hâm nó dùng được chú dùng chú đổ bỏ. Bánh gì chú? Bánh tét đó. Trời ơi. Chúng ta bỏ rồi mà sao ăn chú? Không thì đó chú hâm thử coi được. Trời ơi chú đổ cho gà. Thấy không? Nó ở chua rồi. Ờ chua rồi chú đổ cho gà ăn với cá. Cá. Sao ăn vậy sao ăn chú Kỳ? Trời ơi không, người ta bỏ rồi, nó ở chua rồi. Đây đâu quý vị. Đổ bỏ đó. Thử cho trời gà. Ơi, thấy thương quá quý vị ơi. Nó ở chua lên vợ, con đeo khẩu trang mà con chịu không nổi luôn á chú Kỳ ơi, bỏ đi đừng ăn đau bụng á chú Kỳ. Ăn đâu? Thì ăn cho gà. Trời ơi đây. Trời ơi. Mái nhà nó lá mục hết rồi quý vị. Chè mấy cái tấm bạc nó nóng chịu không được luôn cái gì. Bỏ đi ha chú Kỳ hen. Cái đó không được đâu. Trời ơi bánh tét của người ta bỏ mà chú Kỳ đem về chú Kỳ hâm nấu cháo ăn nè quý vị. Nó chua rồi chú đâu ăn được. Để coi được thì chú dùng chú đổ bỏ gà. Rồi bỏ đi cho gà ăn nha. Ờ cho gà cá. Bánh, dạ. Trời ơi bánh tét người ta bỏ rồi mà chú Kỳ đem về nấu cháo ăn quý vị ơi. Cho còn nửa tháng rồi bánh tét cháo đi hả? Trời ơi đòn bánh tét ăn nửa tháng hả? Còn nửa tháng rồi. Cho gà ăn có gì đâu. Rồi. Đâu có ấm. Thương quá quý vị ơi. Là cái đoạn bánh tét người ta cho chú nửa tháng rồi. Không tới nửa tháng đâu mà cỡ đó. Cỡ đó thôi ha. Bây giờ ăn nó chua ăn không được quý vị. Rồi đổ. Bắt đầu mới đổ vô nấu cháo ăn nè quý vị. Trời ơi. Quý vị nhìn kỹ lại lần nữa nè. Thiệt luôn quý vị nè. Cái bánh tét này cái nhân đậu nè thấy không quý vị. Mà cái mùi ở chua nó ở lên chịu không được quý vị. Bỏ nha chú đừng có ăn nha. Đừng ăn đâu. Trời ơi. Mấy cái này trời mưa nó có tạt không chú? Mấy cái vách này nè. Bọc ni lông của người ta bỏ không nè quý vị ơi. Thì giờ lại chút đó, à da đó nó phất đỡ đỡ chút. Dạ. Yeah. Cái chỗ này là chú Kỳ chia sẻ luôn cho anh Tịnh biết. Đó luôn á. Đây nữa nè hả? Nước nó tràn vô nó ngập luôn anh. Mưa ha. Ờ hồi nãy em đi vô chú Kỳ nói ngang qua có nước đống nước khổng lồ nằm đây nè, chú mới tát ra đó. Trời ơi. Sao thấy thương quá vậy? Bữa qua kia đó ngập. Dạ. Yeah. Còn đằng sau chú dắt con ra đằng sau coi với chú. Hả? Đằng sau á, phía đằng sau. Dẫn sao coi luôn chú. Trời ơi, thấy thương quá quý vị. Trời mưa, cái này mưa nước ngập hen. Ngập đây nè quý vị. Đây nè quý vị, đó. Đi nè. Đi là phải khum không quý vị. Chứ đi thẳng là đứng không có được, không có được. Trời ơi, nước nó chìm nghe tha. Trời ơi. Sao có cái hình của búp bê này nữa ta? Ừ, ông bữa trước á, ông kể mấy cái này hay lắm nè, giống như hình nhân á, của chú Kỳ thờ vậy. Vậy ha. Ông thờ đạo mặt trời, thờ đạo gì lạ lắm. Mấy này nè, linh thiêng lắm. Ở đây chú Kỳ có thờ nè, có thờ Phật Đức Thái Tôn nè. Đức Thái Tôn á. Ơi, chiếc xe đạp nó vậy đây, hình như người ta cho chú Kỳ, chiếc xe đạp là phải luôn vậy. Đây nè phía bên ngoài nè. Đây nó mát, nổi là chui đó nó hầm. Chịu không được luôn, đổ mồ hôi. Nắng thì nó hầm đổ mồ hôi, còn trời mưa thì nó tạt. Đây nè quý vị có thể nhìn thấy cái cánh cửa nè. Còn cái mái nhà là bọc ni lông che xuống nè. Đây nè nó đỡ bị giọt á, sao chú lên đây nữa. Còn mấy tàu lá dằn xuống nè, kiểu này thì mưa tạt chưa phát nào nữa quý vị. Mấy cái cột này là bằng cái cây me nè quý vị. Rồi. Lá nó mục hết rồi. Ở đây chú có nuôi mấy con gà ha. Gà
rồi có chú ha. Hai trăm quá đó. Đây cho tiền được 200 mua. Có 200 qua mua con gà ha. Mua gà ăn thôi, mua gà đừng có. À. Mua gà ăn ha. Ờ gà ăn mới còn với con gà mua gà ăn ha. Ờ nuôi để mình làm có gì làm mình bán mua gà. À. Dạ. Chứ mà lại không hết được nổi rồi. Là hết nổi rồi ha. Ừ. Còn nguồn nước hồi nãy chú nói nước gì? Nước qua đâu? Chú xin nước ở trên kia hả? Nước dạ. Ở giếng người ta xin em... một lần vậy nhiều không? À nước khoáng đó. Dạ, mình xin lòng một thùng to không? Xin một lần. Có 3 lít. Thùng quá lớn vậy ha. Chú xách lại. Dạ. Nó chừng 2 nồi hết rồi. Dạ. Đúng 2 nồi hết đi xin thêm. Xin thêm nữa, nó kêu xách. Dạ. Rồi. Còn cái chỗ này là cái sàn nước của chú ha. Cái sàn nước chú rửa rái đây hả chú Kỳ? Chú rửa chén gì? Rửa chén đó hả? Rồi có lấy nước đó nấu cơm không? Không có đâu. Không có ha. Đừng có lấy nước đó nha. Lấy nước đó nấu cơm ăn đau bụng lắm á. Này cũng nói chung là tín ngưỡng cũng cao lắm á. Rồi mấy lúc mà trời mưa gió lớn quá tạt thì ngủ sao ngủ chú? Ngủ đâu? Chịu sao vậy? Vậy ha. Ngủ nước luôn, ngủ luôn. Dạ. Yeah. Nước nằm ngủ dưới nước vậy luôn á ha. Ờ ngủ tạt ướt ngủ chịu ngủ đi đâu vậy? Yeah. Nhà mình bỏ thì được. Dạ. Nói vậy chứ nhiều quá. Yeah. Ở đây thì có bà con cô bác gì chia sẻ giúp chú gì không? Chú đang xúc động quá anh ơi. Chú cháu ơi. Dạ. Sao chú? Ta coi thường hay sao? Rồi chú, bớt xúc động rồi ha. Thôi chú. Thì tụi cháu ngày hôm nay đến đây thăm chú. Lấy gì? Ôi, bà kì mới xấu quá. Rồi chú bình tĩnh lại ha. Ừ. Bình tĩnh lại ha. Rồi ở đây bà con cô bác có giúp đỡ mình gì không? Có trước giờ rồi thí dụ như địa phương có giúp đỡ mình được gì không? Có xã nó có cho gạo. Rồi xã có cho gạo mình ăn ha. Cái có. Dạ có cho 5 triệu bột ngọt rồi có. Dạ. Rồi thường ngày chú có đi làm công việc gì không ha chú Kỳ ha? Có kêu làm có thôi ở nhà không có gì đâu. Dạ thường ngày mình làm công việc là mình làm công việc gì ha chú Kỳ ha? Đẩy đất không nhá, đẩy đất cho sáng nó cạp đó, mà đẩy nó mướn rồi đẩy. Đẩy đất cho sáng cạp ha. Ngày vậy được nhiêu tiền? Cho 200 một ngày 200. Mà làm đều đặn không hay là có bữa làm bữa nghỉ? Bữa làm khi 2 ngày làm cứ nghỉ. Lại không nữa nghỉ. Quẻ quá đó đẩy đất cứ bậy mình lắm á. Đẩy không nổi ha. Ừ. Dạ. Ôi chú có quần dài không? Chú thu hoạch còn dài lắm, một xỏ qua. Quen sao lõn quen đâu, quen dài bắn nữa đâu. Dạ, không quen ha. Ừ, quen đâu. Cũng hết hay chú tự giá hay sao á? Ừ, chú giá. Chú tự giá ha. Ừ. Thấy chú gân mắt, cũng mua gân mắt thầy chú luôn. Thấy chịu sao nổi, nãy vô thấy chỗ ngủ với đường đi vô không mà. Ủa sao mà không khóc được. Để mình chú anh sót bằng chỉ đó bữa nha. Rồi giờ mình còn gạo ăn không chú? Hả? Mình còn gạo ăn không? Còn không? Còn gạo không? Còn nhiều không? Còn nhiều không? Còn mười mấy sáu sáu ký nữa. Mấy ký? 5-6 ký hết rồi. 5-6 ký ha. Ừ. Dạ có mì tôm không chú? Có mì tôm không? Mì tôm có hơn còn hơn thụng. Dạ. Của người ta cho hay sao? Người ta cho không hả? Người ta cho ha. Cho ở trường Khánh đó, nó cho đấy. Dạ. Sao chú không có sửa cái căn nhà của mình lại đi chú? Mình sửa qua đẩy đó bông ho luôn đẩy. Cũng phải có một cái mái nhà mái tạm cao lên để cho mưa nó không có tạt. Nếu mà có điều kiện thì chú cho chú cái mái lá lên chú cũng phải cảm ơn. Mấy cái cột nó phải to chứ, hỏi nhà mà cất mấy cái cột gì đây đâu quý vị. Xung quanh vậy không đây. Đây là cái cây phải cây thốt nốt không? Đâu cây đó hả? Cái đụng đỉnh. Cái đụng đỉnh ha. Còn đây là cái cây me. Số đũa. Trời ơi. Rồi lá nè. Dài đây nè quý vị. Nếu mà có điều kiện thì sẽ làm cho chú kia đây một cái mái nhà che lên cho nó tránh nắng tránh mưa quý vị. Thì kính quý bà con cô bác xem biết thì bà con cô bác mình có tấm lòng thì chúng ta giúp chú Kỳ ha quý vị ha. Hôm nay tình đến đây thì cũng có ghi hình lại cho quý vị khán giả được xem thì tình cũng xin kết thúc clip ở đây. Kính chúc quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe bên người thân và gia đình ạ.